Mình là Luigi Bùi, mình là chuyên gia dinh dưỡng thuần chay. Mình được chứng nhận từ Viện Dinh dưỡng học Thể thao Quốc tế ISSA. Hy vọng là mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ và truyền một chút xíu gì đó cảm hứng để các bạn có thể sống khỏe mạnh hơn bằng một lối dinh dưỡng không có thành phần động vật nào hết. Trong các bạn đó hiện tại là rất là muốn thay đổi cái cuộc sống của mình dựa vào những cái hiểu biết hoặc là dựa vào những cái gì mà mấy bạn được nghe từ sách báo, từ các cái phương tiện truyền thông hay là các trang xã hội về cái lối sống thuần chay. Nhưng mà bản thân mình đã đi theo lối sống thuần chay đã được gần 10 năm và mình cũng đã du lịch nhiều nơi trên thế giới, cũng đi học ở các quốc gia mà tiên tiến, cộng với lại các cái chương trình về y học nổi tiếng về lối sống thuần thực vật. Thì mình cũng giống như tất cả mọi người thôi, hồi nhỏ mình sinh ra cha mẹ mình không có ăn chay, nhưng mà được cái là bà nội của mình đó đã hướng mình theo cái lối là thiên về tự nhiên nhiều hơn, và mình cũng không ăn thịt nhiều từ nhỏ. Thì khi mà vào khoảng 20 mấy tuổi đó, mình tốt nghiệp đại học xong, mình đi làm thì tự nhiên mình thấy rất là mệt khi mà mình ăn cái những cái món ăn mà có động vật ở trong đó, thì tự nhiên mình cảm nhận mình thấy nó không có khỏe nhiều giống như là khi mà mình ăn rau. Thì mình tự đi tìm hiểu, mình tự chuyển sang thuần chay luôn, và mình không có một cái lý do, không có một cái thắc mắc gì về cái sự khỏe mạnh của cái lối sống này hết. Bởi vì sao? Bạn cần dinh dưỡng, cần năng lượng, chứ bạn không cần một cái loại thực phẩm cụ thể nào hết, như thịt cá hay là trứng sữa. Bởi vì những cái mà cơ thể bạn cần để mà sinh sống, tồn tại, phát triển hoặc là làm cho những cái điều mà vĩ đại thì không cần phải ăn thịt, một lý do duy nhất đó mà thôi. Thì mình hiện tại là cũng có những cái chương trình để giúp cho mọi người có thể chuyển qua ăn chay dễ dàng hơn. Mình cũng đã làm việc với các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới chuyên về thuần chay, ví dụ như Neil Barnard ở Mỹ chuyên về tiểu đường, thì ông áp dụng là những bệnh nhân nào mà chuyển qua ăn chay đều khỏi hết, không còn một triệu chứng tiểu đường nào. Và bác sĩ Gabriel Constance là người là khuyên người ta sống là chỉ ăn rau và là uống nước ép trái cây thôi, và bản thân ông cũng làm điều đó. Và trên thế giới còn mở ra những cái trung tâm khác để mà giúp người ta chuyển qua ăn chay dễ dàng. Lý do thường thường mọi người mà bị cản trở để mà chuyển qua lối sống thuần chay á, để mà ăn thuần chay á, là người ta sợ nè, thiếu dinh dưỡng nè, thiếu năng lượng nè, rồi thiếu đi cái quan hệ xã hội, tại vì người ta sẽ chê mình là kỳ quặc, rồi sẽ bị gọi là không có được thông minh nữa. Nhưng mà mình đảm bảo với mấy bạn, mình đã biết rất là nhiều người nổi tiếng, những cái lực sĩ thể hình nè, những cái vận động viên, mình cũng làm việc với họ luôn. Ví dụ như là Nima Delgado, mấy bạn có thể lên Google, mấy bạn tra cái tên của ảnh. Ảnh là một thực sĩ thuần chay rất là đẹp và rất là khỏe mạnh. Rồi John Venus nè, rồi một số các nhà vận động viên mà người mạnh nhất trên thế giới hiện nay là một người thuần chay, là một người Đức. Patrick Babumian, một trong những người khỏe mạnh nhất trên thế giới, hiện là một người thuần chay. Mấy bạn có thể lên Google để kiếm về thông tin về anh này. Ảnh là một người hoàn toàn thuần chay. Riêng về cái lý do mà bạn hay bị thèm á, là các tế bào của bạn á, hồi giờ nó đã bị gọi là bị nghiện trong cái thịt nè, trong cái trứng, trong cái sữa, nó có cái chất khiến cho cái tế bào của bạn luôn luôn nhớ và thèm, và nó tác động lên cái tế bào bộ não của mình, nó giống như là heroin gì đó, cho nên không ăn là bạn thèm. Nhưng mà trong rau á, củ quả thì nó sẽ có cái chất ngược lại khiến cho mình bị mất thèm đi. Thì đa số những người mà ăn thuần chay thì người ta sẽ ăn rau nhiều hơn ngay từ lúc đầu, chỉ cần bạn bỏ một chút thói quen thôi, bạn uống nước ép trái cây, bạn ăn rau thêm một chút xíu, bạn thêm rau và bạn bỏ thịt từ từ, thì từ từ cái thói quen nó sẽ bị giảm đi do cái tác động cái tế bào của bạn nó được sinh mới. Thì mình nói theo góc độ dinh dưỡng thôi, còn đa số nếu các bạn mạnh mẽ
mấy bạn tự động chuyển sang thuần chay luôn thì rất là ổn. Nhưng mà đối với những ai mà có những triệu chứng thèm hoặc là triệu chứng mà cảm thấy mình sao bị đuối, thực sự công nhận là đúng, mỗi cơ thể mấy bạn cần năng lượng, cần dinh dưỡng, cộng thêm lại cái bộ não của mấy bạn nữa, nhiều khi bị tác động nhiều quá đó, rồi sẽ sinh ra những cái giống như là mình bị ám thị. Thiệt ra thì mình làm chủ tất cả các tế bào, nhưng mà có thể là các tế bào nó sẽ làm ngược lại đối với mình. Nếu mấy bạn cảm thấy mà đuối thì mấy bạn phải ăn thêm nhiều vô thôi. Tại vì nếu mà năng lượng á thì mấy bạn cần từ tất cả các cái rau củ quả, nó đều cung cấp năng lượng cho mấy bạn, nó chỉ là ít hơn một chút xíu thôi. Còn á, dinh dưỡng thì trong tất cả các loại rau thường ngày mà một người Việt Nam ăn á, như rau muống nè, cải thìa nè, ngay cả cải bó xôi, rồi rau chân vịt, rồi đồ nêm ví dụ như hành, ngò, lá quế, rồi tất cả đều có đạm hết, và nó tổng hợp lại nó sẽ cho mấy bạn đầy đủ dinh dưỡng, không thua gì thịt hết, mà nó không có những cái nguy cơ khiến cho mấy bạn phải mắc các cái bệnh hiểm nghèo như là tiểu đường nè, cao huyết áp nè, khiến cho cái hệ thống miễn dịch của mình nó bị suy giảm nữa. Thì đó là lý do mà người ta dễ mắc các cái bệnh như hiện nay là virus corona, rồi cúm H1N1, H5N1, những bệnh mà cơ hội từ bên ngoài. Khi mà mình khỏe mạnh lên, tất cả các bệnh không ai bị tấn công hết. Mà mình thấy rõ ràng các cái số liệu báo cáo á, từ các cái trung tâm dịch tễ, và hiện tại mấy bạn cũng thấy luôn trên phương tiện truyền thông á, những người nào mà mắc bệnh virus corona hoặc là những cái bệnh dịch như bò điên hay là cúm gia cầm hay là cúm lợn gì đó, đâu có ai là người ăn chay đâu, đúng không? Chỉ toàn là người ăn thịt và thường xuyên ăn thịt nhiều. Thì đây là cái số liệu thực tế, mình chỉ nói cho các bạn thấy rõ cái vấn đề thôi, chứ mình cũng không phải là chỉ trích gì hết. Chỉ là nếu mấy bạn muốn khỏe mạnh hơn, các bạn nên ăn rau và sống theo thôi sống thuần chay, rất là đơn giản.